nay thì theo cái chương trình huyện, hội phụ nữ huyện cùng với các ban ngành địa phương thực hiện cái đề án phụ nữ. Tôi cũng xin là nói về cái bạo lực hóa gia đình ở trong thôn Tân Thành này. Thì vừa rồi á, chưa nghe được cái bạo lực gia đình thì nhiều nhà gia đình nó còn hay chửi với vướng mắc các chứ, nhưng mà sau khi được học lớp bạo lực gia đình này thì nhiều người đã thấm nhuần, nó hiểu biết rồi, nó đỡ đi được, không có gây mất trật tự trong gia đình, trong xóm cả. Rồi bây giờ thì từ ngày có cái bạo lực gia đình á, thì bà con nó đi làm cái gì nó cũng hay tuyên truyền, người nọ truyền qua người kia, nó bảo là bây giờ đúng là nhờ lớp tập huấn bạo lực gia đình xuống thì là cũng bớt được một phần, là bây giờ từ đó là thấy trong làng xóm mình em không có gì hết á. Rồi bây giờ cũng tôi cũng xin cảm ơn nhà tài trợ xe.